Các bạn đang đến với chương trình Lật Lại Kỳ Án của Luật Pháp Trị, nơi chúng tôi sẽ đi sâu vào những vụ án chấn động, những bí ẩn chưa có lời giải, những sự việc kinh hoàng được đưa ra ánh sáng, và còn cả những âm mưu đang ẩn giấu chờ được chúng ta khám phá. Hãy dõi theo những diễn biến gay cấn của vụ án vào lúc 20 giờ tối Chủ nhật hàng tuần. Sát thủ cuồng dâm ra tay tàn độc và tội ác ghê rợn với hai bé gái. Phần 3. Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng có nhiều hơn một tội phạm được thực hiện gây rúng động thị xã Sơn Tây nói riêng và toàn thành phố Hà Nội cũng như cả nước nói chung. Hơn một nạn nhân bị ra tay một cách tàn độc khiến ai nấy đều phải đau lòng xót xa và căm phẫn tột độ trước hành vi của kẻ thủ ác. Một bị cáo với nhiều chiêu trò khi đứng trước vành móng ngựa nhưng không bao giờ có thể thoát khỏi lưới trời và công lý. Tiếp nối phần 2, thực hư như thế nào? Tại sao Đặng Trần Hoài lại có mặt tại nhà anh Hiền, chị Thủy? Quá trình gây án ra sao? Có những trắc trở gì trên đường tìm kiếm công lý? Bản án nào sẽ được tuyên? Hãy cùng Luật Pháp Trị đi sâu vào tìm hiểu. Đối diện với các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm, sau nhiều giờ đồng hồ đấu trí khai thác tại Công an thị xã Sơn Tây, cuối cùng Đặng Trần Hoài cũng đã phải thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Liên quan đến việc có giả thuyết cho rằng Hoài bị người khác bỏ thuốc vào rượu bia dẫn đến mất kiểm soát hành vi, công an có đủ chứng cứ để phủ nhận thông tin này. Tại phòng cảnh sát hình sự, Hoài bình tĩnh và trả lời hết những câu hỏi của các cán bộ thụ lý vụ án. Hắn ta xin được hút thuốc, rít liên tục hết điếu này cho đến điếu khác. Đến bữa, Hoài ăn ngấu nghiến hết suất cơm. Bên cạnh đó thì lần theo dấu vết của Hoài để lại vào ngày 29 tháng 7, cùng với các công tác nhận diện, cơ quan điều tra cũng xác định được tên gây náo loạn ở khu vực Cổ Liễn chính xác là Đặng Trần Hoài. Gần 2 ngày sau khi xảy ra vụ việc, theo một số điều tra viên trực tiếp thụ lý vụ án, Hoài khai rằng do ham muốn quan hệ nên không kiểm soát được hành vi. Sau khi rời khỏi đám cưới trên đường lái xe về nhà, trong đầu Hoài cứ loanh quanh luẩn quẩn ý nghĩ điên rồ bằng mọi giá phải tìm cho bằng được phụ nữ. Ra khỏi trạm xá, hắn cứ thế đi tiếp đến khi đi ngang qua nhà anh Hiền ở xã Cổ Đông khoảng lúc 15 giờ 30 phút. Thấy cổng nhà mở, Hoài liền lẻn đi vòng ở nơi phơi đồ, đấy trộm áo sơ mi đang treo ở đó. Mặc xong, khi quay trở ra, Hoài vô tình thấy hai cô con gái của anh Hiền, chị Thủy đang ở trong nhà ngồi xem tivi. Hoài giả bộ vào nhà, cất lời hỏi thăm bố mẹ của các em thì nhận được câu trả lời rằng bố đi làm còn mẹ đi chợ. Thực tế, vào sáng ngày 29 tháng 7, do trời mưa khiến cho mái nhà hỏng nên ông ngoại của các em đã gọi điện cho con rể là anh Hiền sang giúp sức sửa chữa. Do đó, đến đầu giờ chiều khi anh Hiền sang nhà ngoại, thì cũng là lúc chị Thủy đi bán hàng ở khu du lịch gần nhà như thường lệ. Ngay cái giây phút nhận được câu trả lời hết sức hồn nhiên, ngây thơ ấy, Hoài đã lập tức nảy sinh ra ý định hãm hại Ly. Nghĩ là làm, tên này lôi cô bé vào trong phòng, lấy con dao làm bếp để đe dọa, đặt lên bàn học rồi giở trò thú tính. Trong tay lăm lăm con phay khống chế, khi đó Hà thấy người lạ vào nhà làm điều linh tinh với chị nên hoảng sợ bật khóc rất to. Sợ khi bị phát giác và thú tính nổi lên, hắn lạnh lùng nhắm thẳng Hà mà xối xả nhiều nhát khiến em gục tại chỗ rồi quay trở lại tiếp tục khống chế Ly. Hắn vừa siết họng vừa dọa sẽ xuống tay nếu Ly kêu lên, vừa tiếp tục hành sự cái trò bẩn thỉu khốn nạn của mình. Cho đến khi anh Phương sang đến nơi và tiến lại gần xem xét tình trạng của Hà, thì tên này mới từ trong buồng chạy đến ra tay với anh rồi tẩu thoát cho đến khi bị bắt. Tất cả lời khai của mình, Hoài đều rõ ràng rành mạch một chuỗi hành vi vi phạm tội, nhưng lại không thể giải thích được mục đích động cơ từ việc vào nhà ông Sĩ, cởi hết quần áo cho đến khi gây án ở nhà anh Hiền. Đồng thời, Hoài cũng không giải thích được cụ thể lý do không lái xe về nhà mà lại hướng theo đường thị xã Sơn Tây. Tuy nhiên, trong toàn bộ quá trình gây án và tẩu thoát, Hoài hoàn toàn tỉnh táo, bình thường và tính toán kỹ càng. Toàn bộ những điều đó đã cho thấy được bản chất thú tính của hắn ta như thế nào. Chỉ trong vòng một buổi chiều mà hắn ta đã cùng lúc phạm phải nhiều tội, trong đó có những tội đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự tàn ác mất nhân tính. Sau 5 ngày gây án, Đặng Trần Hoài đã bị cơ quan công an thành phố Hà Nội khởi tố, tạm giam, sau đó là đề nghị truy tố gửi tới Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội
về ba tội danh. Những ngày trước xử. Trước ngày xét xử, Đặng Trần Hoài bị tạm giam hơn 2 tháng tại trại giam số 1 Công an thành phố Hà Nội, tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm. Khoảng thời gian này, Hoài có đôi chút khác biệt so với những ngày mới bị bắt. Mái tóc dài lởm chởm giờ đây đã húi cua sát đầu, làn da bắt đầu rám nắng. Duy chỉ có ánh mắt của Hoài thì vẫn vậy, sắc lạnh và vô cảm. Trên cổ hắn lốm đốm những vết sẹo trắng đã lên da non, mà theo lời Hoài thì đó là dấu tích trận đòn của người dân khi không nén nổi sự căm giận trước tội phạm của hắn. Những đêm trong trại giam, Hoài kể rằng hắn ta nằm mơ nhìn thấy khuôn mặt của người bị hắn xuống tay. Người đó sẽ dọa giết Hoài đến ngừng thở. Rồi lúc giật mình tỉnh dậy, hắn ta túa ra mồ hôi. Những cơn ác mộng không chỉ đến với Hoài hàng đêm, mà ngay cả ban ngày, cứ đặt lưng xuống là hắn mơ có người đấm thúc ở lưng. Còn buổi chiều thì buồn nôn và thốc tháo. Vào trong này, Hoài có nhiều thời gian hơn để suy xét về bản thân. Nhiều khi hắn thắc mắc đến đứa con mới chào đời của mình mà rưng rưng, tự tưởng tượng ra con mình đang làm gì, ăn gì, chơi gì. Hoài cũng hay nhắc đến mẹ của mình. Theo lời của hắn thì mẹ là người vất vả, nên vào đây rồi hắn thấy thương mẹ vô cùng. Hoài kể là hồi trẻ bố của Hoài là người đào hoa và cũng chơi bời lắm. Lúc mẹ Hoài lấy bố, do ông bà nội định kiến giận bố Hoài nên ghét luôn cả mẹ. Cưới xong vài bữa, ông nội bắt ăn riêng rồi đuổi cả hai ra ngoài bãi đất bỏ hoang. Bố mẹ Hoài phải dựng lều để ở. Trong trí nhớ của Hoài thì đến tận năm 3-4 tuổi, Hoài vẫn còn phải ngủ ở ổ rơm. Mãi cho tới những đầu năm 2000, gia đình hắn mới tiết kiệm được để dựng một căn nhà tử tế. Nghĩ nhiều, nói nhiều là thế, nhưng cứ mỗi khi nhắc lại vụ án mà Hoài đã gây ra, thì hắn thường chỉ biết im lặng. Đôi bàn tay đan chéo lấy nhau, mặt cúi gằm nhìn xuống đất. Cứ hễ gặp ai đến thăm, đến phỏng vấn là Hoài lại xin thuốc lá rồi rít liên tục. Tuy nhiên, nói nhiều bao nhiêu lần về tội phạm của mình thì hắn cũng luôn viện vào một lý do duy nhất là đổ lỗi cho bia rượu đã kích thích bản năng dẫn tới hành vi thú tính của mình. Hắn lý nhí giải thích, bình thường thì ở nhà em hiền lắm, không hiểu tại sao em lại làm thế với đứa em. Bây giờ lúc nào em cũng thấy dằn vặt. Lúc đấy thú tính nổi lên thì em mới thế, gây án xong rồi thì thấy em mới hoảng sợ. Đặng Trần Hoài đã liên tục biện minh cho tội ác của mình rằng khi ở đám cưới, có ai đó đã cố tình cho thứ gì đó vào trong cốc bia của hắn. Nhưng cho dù hắn đã cố bảo chữa, tự lừa dối chính mình đi chăng nữa, thì cũng không thể che giấu được hành vi tàn độc man dợ của mình. Tội phạm của Hoài đã được các cơ quan điều tra chứng minh không bị kích động bởi bất cứ chất hóa học nào, ngoại trừ việc sử dụng đồ uống có cồn trước khi thực hiện phạm tội. Thế rồi, trước khi phiên tòa xét xử dự kiến được tổ chức khoảng một tuần, gia đình Đặng Trần Hoài cùng với mẹ của y đã tới gia đình của người bị hại để chia buồn và tự nguyện bồi thường số tiền là 200 triệu đồng để khắc phục một phần hậu quả thay con trai mình. Cùng với đó, mẹ Hoài đã làm một lá đơn thống thiết gửi tới tòa trình bày lại vấn đề bệnh tật của Hoài. Lá đơn khá dài, nhưng đại ý là năm 12 tuổi, Hoài bị một viên ngói rơi vào đầu. Từ năm 12 tuổi cho tới nay, Hoài có biểu hiện thần kinh như là hay nói nhiều, nói một bình. Hồi cấp 3, đi học phụ huynh, cô giáo bảo rằng Hoài bị thần kinh nhưng do bận rộn, thế nên gia đình chưa đưa Hoài đi khám. Vở kịch cò quay. Ngày 25 tháng 10 năm 2012, phiên tòa xét xử sơ thẩm được tổ chức. Sáng sớm hôm đó, hàng trăm người dân đứng chật cả vỉa hè trước cổng Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Và trong tất cả câu chuyện của họ đều thể hiện sự căm phẫn tột độ đối với kẻ gây án. Và cũng đã lâu lắm rồi, các lực lượng bảo vệ phiên tòa mới phải vất vả một phen như vậy. Bởi bị cáo đã chống đối bằng cách lăn lộn, gào khóc và câm lặng tuyệt đối, không hé răng trả lời bất kỳ câu hỏi nào của hội đồng xét xử, kể cả của luật sư được tòa chỉ định bào chữa cho y. Có vẻ như một kịch bản cò quay đã được bị cáo Đặng Trần Hoài chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, hòng trì hoãn việc xét xử. Ngay từ khi trích xuất khỏi trại giam, dẫn giải đến tòa, lực lượng dẫn giải cho biết rằng bị cáo có sức khỏe và tâm lý hoàn toàn bình thường.
Rồi trên xe tới tòa, bị cáo còn nói với luật sư bào chữa rằng: "Cháu biết, với tội trạng của cháu thì chắc chắn sẽ phải chịu án nặng nhất thôi, làm sao mà thoát được." Thậm chí khi bị dẫn ra khỏi xe tù, trước cả một rừng ống kính máy quay phim của các nhà báo, bị cáo vẫn còn biết cúi gập mặt xuống, cố giấu đi khuôn mặt mình và bước rất nhanh để chạy trốn khỏi dư luận. Khi phiên xét xử được bắt đầu, được ngồi chờ trước vành móng ngựa, bị cáo vẫn ngoái lại phía sau tìm mẹ và thi thoảng liếc nhìn trộm gia đình người bị hại. Thế nhưng ngay từ lúc đại diện Viện Kiểm sát công bố bản cáo trạng, thì Hoài bắt đầu cỏ quay. Cắt ngang lời của Viện Kiểm sát, Hoài oai oái kêu mệt và đòi được ngồi thay vì phải đứng trước vành móng ngựa nghe đọc bản báo cáo. Dù không được cho phép, Hoài ngang nhiên ngồi xuống ghế, đưa hai tay bám chặt lấy vành móng ngựa, cục đầu xuống, liên tục lẩm nhẩm: "Đau đầu quá, đau đầu quá." Kết thúc thủ tục đọc cáo trạng, khi vị chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo có nghe rõ nội dung bản cáo trạng không, thì bị cáo lại kêu oai oái: "Không nghe thấy gì cả." Đám đông phía dưới phòng xử ồn lên, phẫn nộ việc nếu không nghe thấy sao còn trả lời được. Rồi tới phần thẩm phán. Trước tất cả các câu hỏi của hội đồng xét xử, bị cáo đều im lặng. Kể cả khi hội đồng xét xử cho phép luật sư bào chữa cho bị cáo xét hỏi bị cáo thì y cũng vẫn vậy, không trả lời cả câu hỏi của luật sư biện hộ cho mình. Và rồi hội đồng xét xử đưa ra lời khẳng định hành vi không khai báo của bị cáo tại phiên tòa thể hiện thái độ cố tình chống đối. Bởi thế, chiếu theo các quy định của pháp luật, phiên xử vẫn được tiến hành. Liên quan đến từng hành vi, hội đồng xét xử đã công bố toàn bộ các lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra được thu thập một cách đúng pháp luật có trong hồ sơ vụ án. Thấy rằng kịch bản câm lặng tỏ ra không có mấy tác dụng, sau khi hội đồng xét xử kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần luận tội thì bị cáo tỏ thái độ chống đối quyết liệt hơn. Thay vì cục mặt xuống vành móng ngựa, bị cáo bắt đầu la hét: "Cháu đau đầu quá các bác ơi, cho cháu nghỉ thôi." Và trườn khỏi ghế rồi ngã xuống sàn. Tuy nhiên bị cáo lập tức được xốc nách ngồi dậy, trở lại với tư thế ban đầu. Phiên tòa vẫn được tiếp tục, bị cáo thì vẫn gục đầu câm lặng. Trải qua suốt nhiều tiếng vật vã là vậy, nhưng rất bất ngờ và nực cười là việc được nói lời sau cùng trước tòa và nghị án thì bị cáo lại đứng bật dậy, nói rõ rành mạch, xin cho mình được sống, được có cơ hội để làm lại cuộc đời. Chính lúc này, vở kịch cò quay kia của bị cáo có vẻ như đã đến hồi kết. Về bệnh tật của bị cáo như trong lá đơn của mẹ bị cáo gửi, dù nói là như vậy, nhưng đến khi bước ra tòa, bà lại chỉ xuất trình được sổ khám bệnh từ năm 2005, tức là 7 năm trước khi gây án. Hội đồng xét xử đặt ra câu hỏi về sự vô lý này rằng tại sao trong đơn bà khẳng định chưa cho Hoài đi khám mà bây giờ lại đưa ra sổ khám bệnh. Mẹ bị cáo cho rằng con mình đau đầu mất ngủ nên đi khám. Nhưng khi xem sổ khám bệnh, hội đồng xét xử đọc nội dung mà bác sĩ kết luận bệnh nhân Hoài lúc đó 19 tuổi là bị đau ngực, khó thở, chuyển đông y khám. Hội đồng xét xử đưa ra phân tích rằng kết luận của bác sĩ về bệnh tật của bị cáo không liên quan đến thần kinh. Nghe đến đây, mẹ bị cáo chỉ có biết im lặng, không tranh luận hay cung cấp thêm một bằng chứng nào nữa. Hội đồng xét xử cũng đã công bố lời khai của cha đẻ và anh ruột của bị cáo, trong đó xác nhận rằng bị cáo không mắc bệnh lý gì về thần kinh. Khép lại phiên tòa, hội đồng xét xử khẳng định bị cáo đã giả vờ bị đau đầu để không phải khai trước tòa. Trước các chứng cứ, tài liệu, lời khai của người liên quan tại tòa, hội đồng xét xử xác định Hòa đã phạm vào các tội danh như Viện Kiểm sát đề nghị truy tố tuyên phạt tổng hợp mức án là tử hình. Quá 12 giờ trưa cùng ngày, tử tù Đặng Trần Hoài bị hơn 30 cảnh sát áp giải ra khỏi phòng xử, chuyển lên xe thùng, đang nổ máy chở sẵn. Lúc này, y chẳng còn giở trò nữa mà chỉ còn biết khóc, rơi những giọt nước mắt muộn màng. Vở kịch cò quay đã chính thức hạ màn. Bản án cuối cùng. Hơn 10 ngày sau bản án sơ thẩm, tử tù Đặng Trần Hoài kháng cáo toàn bộ bản án. Y cho rằng án tử đối với mình là quá nặng, trong khi gia đình đã bồi thường hơn 200 triệu đồng cho nhà bị hại. Ngoài ra, bản thân y chưa có tiền án tiền sự, lần đầu phạm tội, gia đình có người tham gia cách mạng nên muốn được giảm án làm lại cuộc đời. Sau đó ít lâu, gia đình bị hại cũng có gửi đơn
tỏ ý khoan dung, mong rằng tòa sẽ xem xét giảm nhẹ hình phạt. Anh Hiền cho rằng dù nỗi đau mà Hoài gây ra cho gia đình là quá lớn, nhưng dù sao hoàn cảnh của Hoài cũng rất đáng thương. Hoài gây án bởi vì say rượu không làm chủ được bản thân, và lại Hoài sẽ ra đi bỏ lại vợ trẻ con thơ nhèo nhóc. Vì vậy gia đình bị hại xin giảm nhẹ để Hoài có được cơ hội làm lại cuộc đời. Cuối cùng, vào ngày 17 tháng 1 năm 2013, Tòa Nhân dân tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm. Ở phiên tòa này, khác với phiên tòa sơ thẩm, bị cáo trông đã mập mạp hơn và không còn diễn trò cỏ quay nữa. Bị cáo trả lời rõ ràng, rành mạch, trôi chảy hết từng câu hỏi một. Cho đến khi chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo có mong muốn gì nữa không, thì y nói rằng con của bị cáo còn nhỏ, bị cáo mới phạm tội lần đầu, ông nội có nhiều chiến công, bà ngoại là liệt sĩ, bị cáo ăn năn hối lỗi. Trong những ngày tháng ở trại giam, bị cáo thực hiện tốt những nội quy, quy chế của trại giam. Bị cáo vô cùng ăn năn hối hận. Bị cáo xin chủ tọa và đại diện viện kiểm sát, thư ký linh động giảm nhẹ tội cho bị cáo để có cơ hội làm lại cuộc đời. Hay khi hội đồng xét xử cho phép nói lời cuối cùng, bị cáo vẫn một mực quan điểm khẩn thiết, mong hội đồng xét xử linh động cho bị cáo làm lại cuộc đời. Còn bị cáo còn nhỏ, sau này không biết sẽ như thế nào. Khép lại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bản án cuối cùng đối với bị cáo Đặng Trần Hoài, tổng hợp hình phạt là tử hình. 5 ngày sau khi tuyên án, tử tù Đặng Trần Hoài đã viết đơn gửi chủ tịch nước tha thiết khỏi mức án cao nhất. Sau cùng, Hoài được lên danh sách chờ trong khi thi hành án tử bằng hình thức mới theo quy định tại Nghị định 43 năm 2013 của Chính phủ. Đây cũng có thể là kết phù hợp nhất cho tên tội phạm với hành vi man rợ của mình.